chị Thanh Ngô cũng vô chia sẻ giùm em nha. Để em sửa điện thoại lên mấy chị ơi, nó bị méo rồi. Ngày nào chị cũng vô chia sẻ ủng hộ giùm em chị Thanh Ngô. Rồi em cảm ơn chị Thanh Ngô luôn nha. Chị nào thích mẫu này lên giùm em 65 mấy chị. Lụa măng gồ nha.
mét đầu lai em xả em thôi, vừa bán vừa tặng cho mấy chị 65k. Thôi chị nào có thể chốt cho mấy em 65 65k 2 mét mấy chị. Rồi chị nào có thể chốt cho mấy em nha. 65 2 mét đầu tiên đầu lai, vừa bán vừa tặng 65 nha. Rồi chị nào có thể chốt cho mấy em hoa nhí đỏ mấy chị. Rồi đầu lai vừa bán vừa tặng 65, chị nào thích thì chốt giùm em mã 65 đầu lai nha mấy chị. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em 65k 2 mét nha. Rồi mấy chị ơi, trắng vàng chia sẻ vai giùm em đi để em lên nhiều mẫu rất là đẹp của mấy chị, em còn xả giá rẻ cho mấy chị chốt nữa nha. Giảm nha, 35 một mét.
Rồi chị nào thích thì chốt giùm em, chốt rất là mềm rũ luôn mấy chị. Lên áo dài đầm bộ đều được nha. Rất là đẹp luôn. Chị nào thích thì chốt giùm em. Rồi beo vàng mấy chị, beo vàng. Chị nào thích beo vàng lên beo vàng giùm em nha. 35k một mét, 2 mét là 70. Chị nào thích thì chốt giùm em. Beo vàng 70 em xé cho mấy chị 2 mét nha. Beo vàng 70 giùm em. Em xé cho mấy chị 2 mét. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em nha. Beo vàng 70. Rồi nhí nhí đỏ, giống như hồi nãy đầu like em nói chị nào chốt nhí đỏ đầu like này, hồi nãy em lên cho mấy chị 2 mét. 2 mét, bây giờ em bớt cho mấy chị 65. Chị nào thích thì lên giùm em mã 65 nha. Cái này là giống như đầu like. Đầu like em lên cho mấy chị giá 65, 2 mét. Chị nào thích thì lên giùm em mã 65 nha mấy chị. 65k giùm em. 2 mét đầu like em vừa bán vừa tặng cho mấy chị 65 nha. Chị nào chia sẻ thì em bán cho mấy chị là 2 mét hay 65 nè. Chị nào thích thì chốt giùm em mã 65. Rồi 65k giùm em. Mấy chị ơi, rồi em đưa cái chất ca tê lụa lên nha. Chị nào thích ca tê lụa thì chốt giùm em nha. Rồi màu xanh lá cây, 1 mét em xả cho mấy chị 34k, 2 mét là 68. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em mã 68 nha. Ca tê lụa màu xanh lá nha mấy chị. Có độ co giãn rất là mềm rũ luôn. Rồi 68, 2 mét. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. 68k mấy chị. Màu xanh lá. Rồi màu đen. Chị nào thích màu đen thì vô chốt màu đen giùm em nha. Mấy chị ơi, chấm bài, chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Rồi xanh lá đen. Chị nào thích đen thì chốt đen giùm em. Xanh lá và đen nha. Chị nào thích đen thì chốt đen giùm em. Rồi mấy chị chấm bài, chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Rồi cái này lụa. Màu biển. Ai thích biển thì vô chốt biển giùm em nha. Xanh biển mấy chị. Rồi chị nào thích biển vô chốt xanh biển giùm em. 2m68k luôn. Chị nào có thể chốt giùm em nha. Rồi xanh dương mấy chị. Ai thích xanh dương thì chốt xanh dương giùm em. Co giãn rất là mạnh luôn. Xanh dương. Chị nào thích xanh dương thì vô chốt xanh dương giùm em. Có độ co giãn nè. Chất rất là mềm rũ nha. Mềm giãn luôn mấy chị. Rồi xanh dương. Rồi màu bò nữa mấy chị. Ai thích bò thì vô chốt bò giùm em nha. Màu bò. Có độ co giãn rất là đẹp nha. Rồi chị nào thích bốn màu này, màu này thì em đưa lên trước bốn màu nha. Chị nào thích bốn màu thì nói em chốt cho mấy chị nha. 2m là 68k. 1m là 34. Và mấy chị ơi, chấm bài, chia sẻ bài giùm em nha. Đưa cái hàng đó lên. Bữa nay em lên cái mẫu này em xả cho mấy chị giá 120k một ký luôn nè. Cái này lụa nha mấy chị. Lụa Mân Gò có, Hàng Châu có nha. Em xả cho mấy chị 120k một ký luôn. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em nha. 120. Mấy chị chia sẻ bài giùm em đi. Bây giờ em lên em tặng cho mấy chị 2 mét lụa giấy này luôn nè. Màu đỏ rất là đẹp luôn. Rồi 2 mét này. Caro may được một bộ. Dạ được chị Mỹ Lợi. 2 mét là may được một bộ nha chị. Mirama hoặc là một cái đầm luôn nha. Rồi chị nào thích caro thì lên caro giùm em mấy chị. Rồi mấy chị ơi, chia sẻ bài giùm em. Bây giờ em tặng cho mấy chị 2 mét lụa này luôn nha. 2 mét lụa này mấy chị về lên áo dài đầm bộ gì cũng được nè. Rất là co giãn luôn. Chia sẻ bài giùm em tặng cho mấy chị liền 2 mét này luôn nè mấy chị. Rồi chị nào có chia sẻ thì mấy chị chia sẻ giùm em đi để em lên em tặng luôn nha. 2 mét lụa này mình về mình lên áo dài đầm bộ gì cũng được hết. Rất là đẹp luôn nha. Co giãn 4 chiều. Màu tối hả chị? Rồi em có màu xanh nè, màu xanh lá, màu đen, màu xanh biển, màu xanh dương, màu bò, và màu hồng. Rồi chị nào màu nào thì chốt giùm em nha. Thích màu nào thì chốt màu rồi kèm số mét giùm em nha mấy chị. Chốt màu kèm số mét giùm em. Xanh lá, đen, xanh biển,
Chị nào thích thì lên giùm em mã 50 nha mấy chị, chấm bài chia sẻ bài giùm em đi mấy chị. Rồi chị nào chia
trẻ thêm một tí xíu nữa mà em tặng luôn nhé. Màu xanh này với màu xanh dương.
Nếu như cô thích cái này thì cô lên là xanh biển, còn hả cái này thì cô lên xanh dương nha. Rồi ok hả cô, rồi hai màu này cho cô 2,5 m. Rồi con cảm ơn cô nha. Nhí nhu mấy chị,
mét. 1 mét 35 k, 2 mét là 70 luôn nha. Chị nào thích nhí nhu thì lên nhí nhu giùm em nha. Đủ mong ngồi nha mấy chị. Rồi nhí nhu giùm em mấy chị. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Mấy cải về hả chứ? Nhỏ đi xem mấy cải không? Nhìn mặt đậm mặt đẹp là sợ quá đi. Đi mấy cải không? Rồi mấy chị ai thích món này lên giùm em nhí nhu nha. Có độ co giãn rất là mạnh luôn mấy chị. Nhí nhu kèm số mét giùm em. Mấy chị ơi chấm bài chia sẻ bài giùm em, chờ em xíu em sạc pin nhé nha. Hồi trưa vừa xuống live xong cái có khách mua đồ lại tới chỗ mua cái quên mất tiêu. Cũng thằng nãy thằng lấy điện thoại từ bắt nó lắm từ lắm hết. Lo cho may mắn không mọi người. Em không lo. Rồi mấy chị không gọi. Cái này mấy chị lên chữ giùm em nha. Chữ xăm giùm em mấy chị. Chữ co giảm rất là mạnh nha mấy chị. Rồi cái chữ này mấy chị lên đồ rất là sang luôn nè. Chị nào thích chữ lên chữ giùm em nha. Chữ chữ kèm số mét giùm em nha mấy chị. Ngủ mong gồ luôn. Rồi chữ kèm số mét. Màu vàng hả chị? Ok chị. Caro màu vàng. Dạ ok chị. Màu vàng bây giờ em còn cái to không à? Em có cái nhỏ rồi. Còn cái ô to. Ô to là 8 ly nè mấy chị. Vàng là 8 ly nha. Chị nào thích 8 ly vàng thì chốt vàng giùm em mấy chị. Để em lên coi cái này là đo cái vàng bao nhiêu ạ. Rồi cái này 1,5 mét. 1,5 mét. Màu vàng. Chị nào thích mẫu này lên giùm em 50k nè mấy chị. 1,5 mét này em xả mấy chị 47k luôn đi. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em 47 nha. Tại vì cái này nó lợi mét. Em xả cho mấy chị 47 luôn. Dạ còn chị Mỹ lại 2,7 hả? Rồi 1,5 mét thì em xả cho mấy chị 47k nè. 51k mà em xả cho mấy chị 47 luôn. Chị nào có thể lên cho em mã 47 nha. 1,5 mét 47. Rồi màu hồng 3 mét mấy chị. Chị nào thích hồng thì lên hồng giùm em nha. 3 mét hồng. Hồng này em còn 3 mét. Chị nào thích thì chốt giùm em nha. Rồi hồng 3 mét. 3 mét em xả cho mấy chị 68, 70. 100k mấy chị. Rồi cái này em xả cho mấy chị 95 luôn. Rồi vàng 47 cho chị Văn Bình Ngô nè. Chị Văn Bình Ngô cho em xin thứ hỏi nha. Xem caro tối sọc to. Dạ ok chị. Cái này em đang lên là sọc to nè chị. 80 ly nè. Cái này mấy chị lên giùm em là hồng. 3 mét em xả mấy chị 95 nè. Chị nào thích thì lên giùm em 95. Tại vì cái to này em còn 3 mét em xả 95. Mấy chị về lên được 2 bộ luôn nha. 95 giùm em. Chị Văn Bình Ngô cho em xin thứ hỏi nha chị. Sọc hồng chị đang cầm lấy. Chị Hải Yến em thứ hỏi giùm em nha. Chị lên hỏi 95 giùm em nha chị. 95k. Em còn 3 mét em xả 95 nè. Rồi lên mã 95 giùm em nha chị Hải Yến. Rồi kèm số thoại giùm em luôn chị Hải Yến. Rồi chị Văn Bình Ngô kèm số thoại giùm em luôn nha. Bao nhiêu? Hải Yến đâu có đơn. Hay quá, phải của Hải Yến mà. Chị có mòn mình lên Hải Yến. Rồi em cảm ơn chị Hải Yến nha. Rồi em cảm ơn chị Văn Bình Ngô nha. Cái này trùng nè.
em cái này là ô ly to nha, em đeo ô ly to nha mấy chị, ô ly 8 nha. Chị làm cái mẫu này em xả mấy chị 95 luôn nè. Cái này ô ly 8 luôn, em còn 3m 95 em xả cho mấy chị luôn. Rồi chị làm cái mẫu này lên giùm em 95 luôn nha. 95 ghi vô cái mã màu hồng là 95, còn cái mã 47. Mã 47 có rồi, khỏi ghi. Rồi cái màu hồng 95. Rồi chị nào thích cái màu xanh này lên giùm em 95 luôn mấy chị, 3m luôn. 3m tính ra 3 4k, 1m là hơn 95k nha, hơn 100 luôn. Mà tại em xả cho mấy chị 95. Dạ ok chị. Rồi lòng số nào, lấy số này nè. Chị Văn Quỳnh Ngô, xé cái giấy kia vô. Dạ cái này luôn hả chị? Chị lên mã 95 giùm em nha chị Hải Yến. Chị lên 95 giùm em nha. Rồi chị Hải Yến comment mã 95 giùm em. Số 95 là em chốt chị 3m nha. Còn không là chị lên 3m 95 giùm em. Rồi ok chị. Xả cho mấy chị 1m8 thì 60k, 58k luôn nè.
Rồi chị nào thích phòng bé 8 thì dùm lên dùm em mã 58 nha. 58 dùm em. 58 mấy chị, một mét 4 thì mấy chị lên dùm em là 44. Còn cái này mấy chị lên dùm em 58k nha. Cái gì chị Trần Hảo? Còn caro không em hả? Phải không chị? À, cái này là em còn nha chị, em còn caro nha. Cái này là tại vì em có ít cho nên em xả cho mấy chị thôi. Cái này là ô ly 8 nha. Ô ly 8 là cái này là 8 ly nè mấy chị. Là cái này 1 mét 8 em xả cho mấy chị 58k. Rồi chị nào thích mẫu này lên dùm em 58k nha. 1 mét 8 58 dùm em. Còn cái khúc này 1 mét 4 em xả cho mấy chị 44k. Rồi chị nào thích thì chốt dùm em nha. 58 với lại 44 mấy chị. 44 dùm em. Rồi 58, 44, chị nào có thể chốt giùm em nha. Cái này gì bấm nhiều. Em bấm bấm nhiều em bấm. Rồi cái xăng biển nha mấy chị. Xăng biển. Một mét rưỡi. Một mét rưỡi em xả cho mấy chị cái này 50k nè. Chị nào có thể lên giùm em mã 50 nha. Một mét rưỡi 50. Thôi xả cho mấy chị 48 luôn nè. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em 48 luôn nha. 1 mét rưỡi biển 48. Ghi 1 mét rưỡi 48 luôn. Rồi chị nào thích mẫu đó lên giùm em nha. Rồi màu hồng mấy chị. 2 mét màu hồng. Hồng 8 là em còn 2 mét em xả cho mấy chị 66k. 65 luôn đi. Rồi chị nào thích hồng lên giùm em 65 luôn nha. Cái này hồng em còn 2 mét em xả mấy chị 65. Cái này là 80 ly nha mấy chị. Em còn ít 80 ly cho nên em 8 ly cho nên em xả mấy chị luôn nha. 2 mét 65 dùm em. Rồi chị nào thích thì chốt dùm em nha. Để chị kẻ qua bên nha. Rồi xanh dương. Xanh dương này em cũng có 2 mét nè. Chị nào thích thì chốt dùm em. À cái này 1 mét 8 nha mấy chị. Chị nào thích thì chốt giùm em nha, xanh dương. Xanh dương luôn. Dạ em chào chị Thanh Duyên á. Thanh Duyên nha. 1m6. 1m6 em xả cho mấy chị. 1m6. Xanh xanh xanh. Rồi chị nào thích mã này lên giùm em nha, màu xanh. Em xả rất là rẻ cho mấy chị luôn rồi đó mấy chị. Rồi lên giùm em 1m6 xả cho mấy chị 50k luôn nè. Rồi 1m6 50 giùm em luôn nha. 50. Cái này em xả rất là rẻ luôn mấy chị. 50 giùm em. 1m5 48 thôi. 44 thôi. À 48. Rồi cái này 50. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em nha. Rồi mấy chị ai thích cái mẫu kẻ thì nói em lên nha mấy chị. Rồi cái này kẻ nhỏ nè mấy chị, kẻ nhỏ màu xanh lá. Chị nào thích kẻ nhỏ thì lên kẻ nhỏ kèm xương mét giùm em nha. Cái này thì em còn 34k 1m. Chị nào thích thì lên giùm em kẻ xanh lá 34k 1m mấy chị. Cái này mình lên đầm lên bộ lên Mirama, áo kiểu, áo sơ mi gì cũng đẹp hết. Rồi lên là xanh lá giùm em. Bây giờ em lên cái hàng xả cho mấy chị chốt nha. Hàng xả giá 1kg 125k 1kg luôn mấy chị. 125k 1kg luôn nha. Chị nào có thể chốt giùm em 2 mét này bữa nay em xả cho mấy chị 28k. Cái này bỏ không hả? Em còn có 1-2 khúc thôi nha. Rồi em xả cho mấy chị 28k. Lên ton hả chị? Ok chị. Rồi lụa 28 giùm em nha. Có độ co giãn nè. 28. Em còn 1-2 khúc nem hết. Dạ em chào chị Hà Hoàng. Hình như là nếu có cho địa chỉ là em gửi rồi á chị. Tại hôm qua em có đơn đi nha. Hôm qua em có đi đơn một ít. Cho nên ví dụ như mà chị có
Em xin địa chỉ mà chị có cho rồi là em đi rồi. 28 giùm em mấy chị. 2 mét nha. Cái này mấy chị lên đặng bộ gì cũng được hết. 28. Rồi chị nào thích mẫu đó thì lên giùm em mã 28 mấy chị. Rồi 28 giùm em nha. Chấm bài chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi. Lên ton hả? Vậy em lên ton nha mấy chị. Mấy chị chia sẻ giùm em lên ton nha. Mấy cái mẫu tôn nhung này em xả cho mấy chị 1m là 35, 2m là 70 luôn nha. Chị nào thích tôn nhung này lên giùm em là tôn nhung 70 nha mấy chị, hoa màu tím. Rồi lên giùm em là tôn nhung 70 hoa tím nha. Chị nào thích thì lên giùm em hoa tím 70 mấy chị. Alo xanh là còn bao nhiêu mét? À, em còn tại vì em về hàng cây cho nên còn vài chục mét chị. Chị Nguyễn Thị Long, chị lấy bao nhiêu mét chị? Em còn vài chục mét lận nha. Tại vì em sĩ cứ một người vậy lấy mấy chục mét nhưng mà em vẫn còn được mấy chục mét luôn. Nếu chị lấy bao nhiêu mét thì chị comment số mét giùm em nha. Cái này còn chắc cũng cỡ chị lấy 50 mét không chị? Chị Long. Rồi chị nào thích ton thì lên ton giùm em mấy chị. 35k một mét. Thôi đầu lai em xả cho mấy chị 34k một mét nè. Đầu em lên ton đầu tiên em xả cho mấy chị 34. Dạ có giãn chị. Ấy là cái này có giãn nha chị. Cái lô này em về là lô công ty lụa này có giãn nha. Có độ co giãn rất là đẹp luôn. Có mấy chị thấy không? Nghe chị Long. Hả? Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Em không có nói giống đâu. Ví dụ như mà chị nào có mua hàng bên em mà cái cà tê lụa này mấy chị biết cái chất màu đẹp nha. Rồi chị lên mập mã màu xanh lá kèm số mét giùm em sẽ cho chị nha. Màu xanh lá rồi màu bò. Chị nào thích bò thì lên bò giùm em nha. Bò coi dễ cho mấy chị, cái này là ô ly nhỏ nha, 5 ly. Rồi xanh lá bò xanh dương. Ủa nãy cái cano đỏ nhỏ có đỏ hả? Rồi 11 mét giá bao nhiêu 1 mét? Ví dụ như chị lấy em thường em lên 34 mà chị lấy hơn 10 mét thì em để chị giá 33 thôi nha, chứ không bớt nữa với chị. Tại vì 1 mét em chỉ lời 2-3 ngàn thôi, còn mấy chị lấy số lượng thì em lời 1 ngàn 1 mét. Em chấp nhận em lời ít nhưng mà em nhờ số lượng thôi nha, chứ em không có lời nhiều đâu mấy chị. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em. Chị lấy 11 mét thì em bớt cho chị còn 33 nha. Còn nếu như 2 mét thì em lên giá 34. Dạ 34k chị Khánh Ngọc. Tại vì em nhờ số lượng thôi chứ em không có nhiều nha mấy chị. Cho nên chị nào thích thì chốt giùm em. Cái này xanh dương. Rồi lên xanh dương giùm em. Rồi bò giùm em. Chị nào thích bò thì lên bò giùm em nha. 34k một mét cà tê lụa mấy chị. Cái chất này mấy chị lên đầm lên bộ là khỏi nói mấy chị, rất là đẹp luôn. Mà nó có độ co giãn nữa nha. Rồi màu hồng. Rỉ cây ra coi, rỉ nổi cây. Cây nặng quá. Dạ rồi ok chị. Rồi màu hồng. Chị nào thích hồng thì lên hồng giùm em nha. Để em lên cái này, cái em sơ lược cái này em qua lại cho chị nha. Rồi màu đen. Chị nào thích đen thì lên đen giùm em nha mấy chị. Đen. Em còn màu xanh lợt nữa, xanh biển nữa. Chị đỏ bây giờ em còn cái màu 8 ly chị lấy được không? Cái đỏ này em còn 8 ly. 8 ly thì nó cũng rất là đẹp luôn đó chị. Em. Rồi 8 ly đỏ giùm em nha. Hồi trước em có lên Ravon mà chị Hải Yến ra rồi chắc. Rồi tí xíu em lên lại cho chị nha, chị theo dõi giùm em đi chị. Rồi màu xanh lợt. Màu xanh lợt giùm em nha. Em có đỏ luôn. Màu đen không sọc. Màu đen không sọc đâu có đâu chị. Màu đen không có, màu đen không sọc nha. Rồi đỏ. Đỏ giùm em. Dạ hả chị Hâm, hồi trưa á chị, hồi trưa là em có lên ton luôn, em lên bon luôn á. Rồi chị nào thích mẫu này lên giùm em là ton hoa tím nha. À, cano bao nhiêu 1 mét? Dạ em
chị Trúc Tiên nha. Dạ caro là 34k một mét chị. Còn nếu như mấy chị lấy số lượng mà trên 10 mét em để cho mấy chị giá 33 nha, chứ không có bớt đồ nữa. Tại vì em lời có 2-3 ngàn một mét thôi mấy chị. Ví dụ như mấy chị Trúc thì em nhờ số lượng. Ủa mấy chị Trúc nhiều thì em nhờ số lượng thôi nha. Rồi chị nào cái mẫu này lên giùm em hoa tím 68. Dạ đúng rồi chị, hàng chị em có lên voi mà em không thấy chị chốt luôn. Em cũng tại vì bây giờ nó ẩn cái comment đó cho nên là cái điện thoại em không thấy được là còn chị ở trong đó hay không nữa. Rồi hoa tím 68 2m, ton nhung nha mấy chị, ton nhung nha, chất ton rất là đẹp luôn. Cái này là ton đó chị Thiên, chị Trúc Thiên, cái này là ton nha chị. Còn hồi nãy em mới lên là canh canh tay lụa rất là đẹp luôn. Rồi chị nào thích canh tay lụa thì chốt giùm em nha. Em có đủ màu nè, màu đen, màu bò, màu xanh dương, màu xanh lá, màu hồng, đỏ 5m5, xanh lá 5m5, nâu 5m5. Ok chị, nâu là cái nào? Màu này là màu bò đúng không chị? Em ơi cái này là bò nè. Là chị lên màu này đúng không chị Nguyễn Thị Long? Rồi xé đỏ trước, đỏ 5m5, xanh lá 5m5 trước. Rồi hoa tím 68 với chị Thanh Duyên nè. Ok chị, khoảng cái màu này màu bò nè chị. Đúng rồi, ok giùm em nha. Khoảng mai áo sơ mi có sọc ca lô cũng xuất. Dạ, cái này là lên áo sơ mi được nè chị. Cái này lên áo sơ mi được nè nha. Em có đủ màu luôn á. Phải không chị Long? Phải màu đó không chị? Rồi 2m này cho chị Thanh Duyên nè. Thanh Duyên Nguyễn Thị nè. Ok chị. Ok rồi, ok chị, cái đó em lên bò, chị lên nâu bởi vậy. Em sợ lộn, em hỏi là chắc em. Rồi 68k cho chị Thanh Duyên nè. Ok chị. Rồi mấy chị ơi, cái này à, để em lên đỏ xanh lá chưa? Xanh lá rồi. Rồi bò nữa. Ba giấy luôn á, làm một máy một tấm á. Rồi đen 5m5 ok chị. Đen là tấm cuối cùng nha. Rồi em lên tên, chị nào thích tên thì vô chốt giùm em. Cái mẫu này nãy em lên 2m là 68k nè. Chị nào thích tên thì vô chốt giùm em nha. Ton 68. Rồi ton 68 giùm em mấy chị. Cái này nãy để đây mà cái thằng nó nằm nữa. Cái gì đỏ không có cái gì chứ. Nãy còn cũng đỏ nữa. Chị Long ơi, đổi em còn có 4m9 nè, được không chị? Được thì em chốt chị luôn nha. Cái đó nhiều. Rồi vậy. Em còn 1m3. Lấy giá mà lấy giá. Dạ không được chị, không có được giá lên like luôn. Tại vì em không có lời bao nhiêu hết đó chị, 33. Em có chốt sỉ nha, em có chốt sỉ chợ luôn. 40k một 40m, mỗi màu 40m mà lấy đều màu luôn đó chị. Nhưng mà em vẫn để giá 33 nha. Tại vì em không có lời cho nên em không để được nha chị Long. Rồi chị em còn màu đỏ là 4m9 với 2m8. Chị lấy hết không? Rồi cái này to nha mấy chị. To nhung nha. Hoa đỏ giùm em. Rồi hoa đỏ giùm em. Chị nào thích hoa đỏ thì lên hoa đỏ giùm em nha. À, em sỉ lần 30-40m mà em vẫn lấy giá 33 nha mấy chị. Em nhờ số lượng thôi chứ không có lời bao nhiêu nha. Em miễn ship cho mấy chị à, đó thôi. 22m. À, chị, à, cái màu đỏ em còn 4m9 á. Chị lấy giùm em được không? 4m9 màu đỏ. Rồi chị nào thích hoa đỏ thì lên hoa đỏ giùm em nha mấy chị. Hoa đỏ giùm em. À quên màu hình như hết rồi nha chị An Nguyễn ơi. Rồi hoa đỏ ton nha. Chị nào thích thì chốt giùm em hoa đỏ mấy chị. Hoa đỏ ton giùm em. Để em lên vài mẫu con này em xài cho mấy chị luôn nha. Mấy con lũ đi sớm nha.
Hồng ơi. Thôi đổi lấy cho chị Lê Hồng hả chị, kè số điện thoại giùm em chị. Chị Lâm ơi, cái đỏ là em còn 49, còn cái bò là em còn 6 mét, em lấy hết cho chị nha. Ghi đi, cái đỏ là 49, còn cái đò 6 mét, cái bò 6 mét bỏ qua bên luôn. Rồi cái đen là 5 mét rưỡi. Rồi Lê Hồng, chị Lê Hồng Huế, kèm số điện thoại giùm em nha chị. Ok chị. Rồi để em em chốt cái hoa màu đỏ cho chị Huế. Chị Huế, chị Huế với kèm số điện thoại giùm em nha. Cái này to nhung luôn mấy chị, để em lên em xả cho mấy chị luôn nha. Cái này là 2 mét nè. Cho mấy chị 65 thôi.
2m này là 68k nha mấy chị.
to loại 1 nha. Rồi 2m68 giùm em. Chắc to rất là dày dặn mấy chị. Có độ co giãn luôn nha. To đẹp, to hình, to chính phẩm nha mấy chị. Lên lụa hả chị Văn Bình Ngô, ok chị. Lên to bông lụa. Dạ ok chị. Rồi to nhí xanh. Chị nào thích to nhí xanh thì lên to giùm em nha. 2m này là 68. Chị nào thích mẫu này lên là nhí xanh 68 giùm em. Rồi nhí xanh 68. Em lên dài mẫu to này qua lụa nha. Dài mẫu lụa nha. Nhí xanh 68. Rồi lấy dài mẫu to mới. Rồi không nổi. Rồi nhí đỏ mấy chị. Nhí đỏ 68 giùm em luôn. Chị nào thích nhí đỏ lên nhí đỏ giùm em nha. Rồi nhí đỏ 68. Chắc to rất là đẹp mấy chị thấy không. 68 1m7 nhí xanh ok chị. 2m cho chị Thanh Nhi nè. 1m7 cho chị Phan Võ nè. Ok chị. Rồi chị nào thích nhí đỏ lên nhí đỏ giùm em nha. Nhí đỏ. Tự nhiên nãy em mới đi toilet gì mất đi kỳ. Qua nè nốt cho con. Rồi nhí đỏ giùm em mấy chị. Rất là đẹp luôn nè. 2m với 1m7 như tùm lum rồi đó. 2m cho chị Thanh Duyên, 1m7 cho chị Phan Võ. Rồi nhí đỏ giùm em mấy chị to nha. Chị nào thích nhí đỏ lên nhí đỏ giùm em. Nhí đỏ. Rồi cái mẫu hoa hồng này em cũng còn rất là ít nha. Chị nào thích hồng thì lên hồng giùm em. Nhí hồng, nhí hồng này có chân nha mấy chị. Rồi nhí hồng giùm em. Nhí hồng này có chân nha. Chị nào thích nhí hồng thì chốt nhí hồng giùm em. 34k 1m. 2m là 68 nha mấy chị, cái này có chân. Rồi chị nào thích nhí hồng thì lên nhí hồng giùm em. Nè, chắc ton có độ co giãn lên lên thêm cho chị thấy không. Ton loại 1 nha, rất là đẹp luôn. Phong mỏng nha, chắc vừa may, rất là mịn mát. Rồi nhí hồng 68 em sẽ cho mấy chị 2m. Còn không mấy chị lên là nhí hồng kèm xuống mét giùm em nha. Nhí hồng kèm xuống mét giùm em. Rồi em lên dài mẫu to này qua lụa nha mấy chị, đừng có la nha mấy chị, chờ em xíu. Em lên dài mẫu này rồi lên dài mẫu kia nha mấy chị. Rồi vàng, nhí vàng giùm em nha. Nhí vàng kèm xuống mét giùm em. Nhí vàng mấy chị. Đó, nhí vàng kèm xuống mét giùm em nha. Rất là mạnh mẽ luôn. Mấy chị thấy cái chất to nó rất là đẹp luôn. Rồi nhí vàng giùm em. Nhí vàng kèm xuống mấy chị em rất là nhiều hoa nhí luôn mấy chị, mà màu cũng đẹp luôn, hoa nhí cũng đẹp luôn nha. Rồi nhí hồng 1m5 cho chị Phan Võ nè, ok chị. Chúc nhí hồng 1m5 đi. Xong hồi nãy bốn màu đúng không? Rồi ok, chị nào thích nhí lên nhí giùm em nha. Nhí vàng giùm em nha mấy chị. Nhí vàng giùm em. 1m là 34k, 2m là 68k. Rồi nhí vàng cho chị Phan Võ nè. Rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi nhí vàng cho chị Phan Võ 2m nè. Cái nhí đầu tiên á. Còn cái đó là sọc kẻ cho luôn ấy á. Rồi nhí vàng 2m nè. Cái này màu kem sữa mấy chị. Cái này mấy chị lên giùm em là
chị lo nước to này lên giùm em là cam sữa mấy chị. Cam sữa kèm sữa mét giùm em. Mấy chị thấy cái màu rất là đẹp luôn. Nếu như mà cái đơn đêm hôm qua thì còn còn mấy đêm trước là hết nha. Em xả nha. Nếu mà đơn hôm qua thì vẫn còn nha mấy chị. Rồi cam sữa kèm sữa mét giùm em nha. Cái màu của hoa nhí này rất là đẹp luôn mấy chị. Cam sữa. Rồi cam sữa 3m3 cho chị pha vỏ nè. Dạ từ nãy cho em lên to đó chị. Chị Thanh Chi Nguyễn Thị từ nãy cho bông là to không nha chị. Bông tối à, em quên nhìn. Rồi bông tối. Còn cái này. Cái này màu màu tím hồng tơ đó mấy chị. Cái này màu tím hồng tơ mấy chị nữa là tím giùm em đi. Hoa tím giùm em đi. Tím. Rồi lên tím giùm em nha. To lỡ 1 giùm mấy chị 34k 1 mét. Thôi chị nào thích to lên tím giùm em nha. Nhiều ạ, cái đó nhiều ạ. Ờ, nhiều chứ. 33. Đúng là nó lộn một chút. Rồi cái này mấy chị nữa là hoa tím giùm em nha mấy chị. Rất to, rất là mịn mát luôn, rất là đẹp luôn nha. Rồi chị nào thích hoa tím lên hoa tím giùm em. Cái màu này là tối nha chị Thanh Nguyên. Màu này rất là đẹp luôn nè chị. Cái này chị ống chốt nữa thôi luôn. Cái này rất là đẹp luôn á. Em tư vấn với chị á. Chị tin em đi. Rồi 2m tím cho chị Thanh Nguyên nè. Chị Phan Võ không chốt tím hả chị? Mấy chị ơi, tím rất là đẹp luôn. Chị nào thích tím thì lên tím giùm em nha. Đúng đây rồi. Rồi bao mấy chị tím 3m3 cho chị Phan Võ ok chị. Mấy chị tin tưởng em đi, em không có lấy sạc mấy chị đâu. Rồi bao chị nào bao thì chốt bao giùm em nha. Tin tưởng em thì ủng hộ em lâu dài nha. Rồi bao mấy chị bao dụ mấy chị đâu mấy chị á ủng hộ em lâu dài. Rồi bao giùm em nha, chị nào thích bao thì lên bao giùm em. Bao cũng là màu tối đó mấy chị. Em lên theo yêu cầu của mấy chị à, cho nên mấy chị thương thì mấy chị ủng hộ lâu dài giùm em nha. Rồi beo giùm em. Chắc to loại 1 rất là đẹp luôn mấy chị thấy không. Nó có độ co giãn luôn nha. Chắc to đẹp, mềm mát và có độ co giãn luôn. Rồi chị nào thích beo thì lên beo giùm em. Rồi beo 2m cho chị Thanh Duy Nguyễn Thị nè. Rồi, chốt hồi nãy chị đàng hoàng nha. Chị sợ lắm nè. Rồi hoa vàng mấy chị, hoa vàng giùm em. Hoa vàng nha. Hoa vàng kẹp xuống mét giùm em đang lên to loại 1 nha mấy chị. Chị nào mấy chị chốt giùm em. To loại 1 nha. Rồi hoa vàng. Cái chất bao đẹp của mấy chị. Hoa vàng giùm em. To nha mấy chị. Rồi beo 1m7 cho chị Phan Võ ok chị. Rồi hoa vàng giùm em nha. Chị nào thích hoa vàng thì chốt hoa vàng giùm em. Cho có hai chị ủng hộ to đi mà ta. To rất là đẹp luôn mấy chị. Có độ co giãn nè. Hoa vàng giùm em. Hoa vàng kẹp cho mấy chị em nha. Rồi hoa vàng. Chị nào thích hoa vàng lên hoa vàng giùm em. Nhung nha mấy chị. Rồi hoa vàng 2m cho chị. Cho cô Nguyễn Hương Lam nè. Ok cô. Rồi cái này con nhung mấy chị 2m. Em lên cho mấy chị xả cho mấy chị 2m75 luôn nha. 2m75. Rồi chị nào thích mẫu tôm nhung thì lên giùm em 2m75 mấy chị rất là đẹp luôn. Tôm nhung này tôm nhung loại 1 nha. Rồi đây cho cô Nguyễn B nè. Con chào cô B nha. Thế nào rồi? 2m77 rồi nha. Rồi chị nào cái nào nói nha. Rồi cái này tôm nhung nha mấy chị. Tôm nhung này tôm nhung loại 1. Bữa nay em xả tôm nhung cho mấy chị 2m75k nha.
nào cái mẫu này lên kẻ giùm em. Kẻ xanh 68. Ton nha mấy chị. Kẻ xanh này là ton nha. Rồi chị nào cái kẻ lên kẻ giùm em. Ton này rất là mát của mấy chị, có độ co giãn mấy chị thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Rồi kẻ giùm em kẻ xanh 68K nha. Rồi kẻ 1m7 cho cô B nè. Lấy kẻ một hai.
Xanh dương mấy chị, tên là chị xanh dương giùm em nha.
Chị chia sẻ. Em chào chị Gia Bảo. Nhí sao lưng, xanh nhí sao lưng hỏi chị ok chị có 2 người 1 con nha. 35 cm 1 m. À, chị Hải Yến chờ lâu tội nghiệp chị quá mà bây giờ nên lên tên. Chờ em xíu nha chị Hải Yến. Coi lại đi cho vui chị. Rồi, nhí sao 2 người 1 con với chị. 35 cm 1 m. 2 m là 70. Chị nào thích đi trước thì em nhận ngoài. Lỡ lấy cái bút chải ra để họ quấn với quạt ngoài. Nè, lo cho con thằng quấn với quạt. Rồi, nhí sao 2 người 1 con nha mấy chị. 1m35, 2m70. Chị nào thích đi trước thì em nha. Tên Nhung bông tối nữa. Dạ ok chị, chờ em lên xíu nha. Em lên cái này cái em xem vô cái tên Nhung nữa nè. Rồi kẻ đen mấy chị. Rồi lên kẻ đen giùm em nha. Kẻ đen. Kẻ đen giùm em. Kẻ đen giùm em mấy chị. Đúng rồi đẹp luôn nè. Đó. Rồi lấy cái mấy mẫu tên Nhung màu đỏ dưới đó trên là 2-3 mẫu á. Rồi cái màu kia nữa. Rồi chị nào cứ thẳng này lên giùm em nha. Dạ em có nha chị Cẩm Hương Nguyễn. Rồi kẻ đen giùm em. Chị nào thích kẻ đen thì lên kẻ đen giùm em nha mấy chị. Kẻ đen. Kẻ đen 2m xanh nhí. Ok chị Gia Bảo. Rồi kẻ đen giùm em. Lấy xuống luôn này. Coi vải trắng hoa xanh mới cúc xanh chị mới để lên đi đã nào chị. Kẻ đen 2m cho chị Xuân Phan nè. Rồi 2m xanh cho chị Gia Bảo trước nè. Là lũ mong gồm nha. Ủa chị Gia Bảo chưa chốt đơn bên em kèm số thoại giùm em đi chị. Rồi 2m đen cho chị Xuân Phan nè. Chị Gia Bảo kèm số thoại giùm em nha. Ok chị. À, chị Hải Yến chị nói cái gì chị?